Đức đang lên kế hoạch ngăn chặn làn sóng di cư đổ vào châu Âu qua con đường vượt biển Đại Tây Dương. Đây còn là động thái của chính phủ Đức trong việc bảo vệ tính mạng của di dân. Chính phủ Đức sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra của các tàu hải quân để kịp thời ngăn chặn hoạt động di cư bằng thuyền qua Đại Tây Dương của người tị nạn vượt biên. Theo đó sẽ đưa những người này trở về nơi trú ẩn an toàn ở châu Phi. Chúng tôi muốn làm việc này cùng với Pháp và Anh. Chúng tôi không chờ đợi sự đồng ý của 28 quốc gia thành viên EU. Chúng tôi muốn làm việc cùng với chính quyền của những nước đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. Tháng trước, 28 nước thuộc EU đã đồng ý thông qua việc ngăn chặn các tàu thuyền chở người tị nạn vượt biên. Tuy nhiên, quyết định này còn vướng phải một số vấn đề về nhân quyền. Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa những người tị nạn trở về khu vực có điều kiện sống không tốt và nguy hiểm là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chính phủ Đức lại cho rằng việc ngăn chặn tàu thuyền của người di cư là cách để bảo vệ tính mạng cho chính những người này. Không ít người tị nạn đã chết trên đường đi ngay trước khi đặt chân đến châu Âu. Tháng 9, một chiếc tàu chở khoảng 600 người bị lật úp trên Địa Trung Hải đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.